hấp dẫn không? Hấp dẫn không dẫn? Quá dữ, quá dữ. Rồi, tôi chuyển qua đồng hồ đi. Đó, tôi chuyển lại không? Cái thiệt, cái thiệt. Con thích mua cái gì? Cái nào nào? Một cái đai à? Cái này bao nhiêu? Con quay đặt là 79 quay soi hề. Không biết quay không? Đâu con cầm đi. Tưởng như con nha. Cảm ơn chưa? Rồi, rồi để lại đi. À, sau khi thanh toán tiền xong, bây giờ thôi, bây giờ là lắp đi, con lắp đeo đồng hồ đi, đeo sao hướng dẫn cho bạn đeo. Đeo chụp hình. Mẹ đeo cho anh bia nha mẹ. Đeo con không á. Mẹ đeo cho anh bia đi. Rồi, bây giờ anh bia hướng dẫn cho mọi người chơi con cái trò chơi đi nha. Đây là có hơi cớ nè, một cái là quay vô cái khuôn này như cái đồng hồ á, gắn cái đồng hồ cho mấy bạn xem, gắn như cái đồng hồ mấy bạn xem đó. Gắn chân cứng luôn đi, rồi rất tiện khi đi chơi là đeo rồi thôi. Rồi con lấy ra mấy bạn đi, rồi con chụp con quay thử mấy bạn xem nè. Rồi gác đây cái nhẫn hấp dẫn không, hấp dẫn không dẫn, quá dữ, quá dữ. Rồi tôi chuyển qua đồng hồ đi. Bà có biết đâu đó dưới đất đó phải không? Đó, thấy tiện lợi không? Có thể rồi, có thể quay để đắt cũng được. Quay để đắt đi, quay tự để đắt luôn. Thì nhảy ra hết bánh á đó. Cười cho nó là cái kia nó quay, nó có gió nó không quay được. Rồi, tạm biệt đi, chào mấy bạn đi. Yeah.